Còn cái gì nữa cơ? Cái gì mình nói hẹn nhau nhau hơn đứa nào thì đứa đó làm. Nếu không đứa nào khá thì giúp đứa kém. Không, cái chị đồng hồ. Cái chuyện là ấy gì? Lâu đi. Lâu đi. Lâu đi ạ. Đi chơi bùa như vậy nha. Đứa nào thức ở lại thì muốn nó cũng lạ anh như vậy. Đấy, nó bảo đi chơi thì nó gọi nó. Cũng muốn xem gọi như vậy. Xem để đi chơi. Bình tĩnh. Người ta không cho đi. Ai không cho đi? Đến giữa đường ai lui lại. Hôm qua cũng bảo thế nhỉ. Hôm qua đi rồi thì sao lại không đi nữa? Hẹn đi chơi. À hẹn đi chơi, ai hẹn đi chơi chứ? Rồi không đi xe thì gặp là người gì bỏ đi thì à. Thì lại không đi nữa. Lại không đi nữa. Thế hôm nào mới đi? Nó khỏe thì đi. Nó khỏe mới đi. Thế em định ngoài tiếng mới đi gì? Sao không? Cái mùng năm này. Mùng năm? Đây, đây, đây. À, mùng năm mới đi cả. Thế thích rồi. Nói nó khó. Mình đi về khỏe mạnh gì. Mình đi khỏe mạnh, mình đi yếu đi là được, đúng không? Đúng rồi. Mình đi khỏe mạnh, mình đi. Đáng lẽ đi hôm qua rồi. Đi. Qua anh em đi thật đi. Dạ, thế à? Thế sao hôm qua bảo là đang... Nhưng mà... Bà con thì em đông vui, à, ở nhà ăn Tết, à. Nếu đi thì ở nhà, rồi à. Đi, à. Thì nghỉ, nghỉ đưa nghỉ, rồi thì phải ở lại. Ở lại, ở lại ăn Tết với chúng con nên nó vui ăn Tết nhỉ? Chúng con ở đây tất cả rồi. Đáng lẽ là đi hôm qua, nhưng sao mà lại đến mùng năm Tết mới đi đông vui, ăn Tết trong đông vui đúng không? Đúng rồi. Con cháu nó níu kéo ở lại đúng không? Thế hôm qua đi ra đến đâu rồi lại đi về? Không đi đâu, bà có thể không đi được đâu. À, bảo thế chưa đi được cái gì phải? Thế? Ai đến rủ đấy? Ai rủ bu đi đấy, gần Tết lại rủ bu đi chơi. Khóc mếu. Thế cũng chẳng cứ khô khổ bộ. Rồi là súng. Nếu mà bạn thấy rủi ở quốc mà là khô. Cái gì mua? Cái khô mồm. À khô mồm. Thế chúng ta rủi cho bạn thấy rủi. Bây giờ? Súng rủi này. Nãy? Thế nhưng qua ai rủ mua đi đấy? Ai rủ? Em cũng bảo ai rủ tự mua đi. Mình nghĩ vậy rồi. Tự mình nghĩ. Thế hỏi bao giờ thì mình đi đi. Thế bao giờ thì mua đi khỏe, mua đi chơi bao giờ khỏe? Không có ngày nào khỏe, mà đi được. Khỏe thì đi nhá. Khỏe mạnh mới đi được chơi được chứ. Mua yếu rồi ra, phải mới dậy rồi. Cứ gần nhà anh nha,
Đưa chúng nó xong đi cả rồi, rồi, rồi. Xuống rồi. Ừ. Giờ có ở đây không ở đây à? Xuống nọ gì? Xuống nọ. Đây không đây? Vợ chồng nọ. Vợ chồng có hoành gì? Ừ, thì cả con gái. À, con gái chưa xuống cái gì? Con Linh nó xuống chưa? Không phải nè. Con Linh nó xuống chưa? À, con Linh nó xuống chưa? Con Linh nó xuống rồi. Xuống rồi. Ừ. Thằng Tùng xuống chưa? Tùng xuống rồi. Tùng xuống rồi lại về. Xuống xuống lại về rồi. Nó lao xuống. Thằng Nam nó xuống. Nó bỏ lao nó xuống. Thế thằng Tuấn ra chưa? Thằng Tuấn nè. Tuấn nó ra. Ra rồi. Ra rồi, đúng rồi. Thế thằng Hùng con nhà Xiển ra chưa? Con nhà Xiển ra cả. Ra cả rồi. Mỗi con nhà đấy chưa ra gì? Nó ra đây. Ừ, nó ra, ra rồi. Ra rồi. Ừ. Cái ra rồi. Nó ra rồi. Chứ vợ nó chưa, ừ. Hôm nó ra chưa cưới rồi. Vợ nó phải ra lắm bạn. Chưa, chưa còn đang bận. Tết cái này không ra. Tết. Nó bảo 28, nghỉ 28 mới đi. Chứ bảo 28 nghỉ đi. Nói đi tuột về đây cũng được. À, thế là... Thế là bu đến mùng 5 không có đi chơi gì? Mùng 5 đi. Thế sao hôm qua bảo 28 Tết đã định đi chơi? Bu mà đi 28 thì con kể lắm. Chưa có tiền. Là con phải lại ăn Tết nha. Mếu, mếu, mếu. Chú Đông nó chưa ra đây không là nào? Chú Đông, ở đây, tôi không qua mà. Tối qua nó hai vợ chồng là hôm kia hai vợ chồng ta thì tối qua nó cũng ở đây. Ừ. Vợ nó tên là gì nhỉ? Vợ là cái Bích. À cái Bích à? À cái Bích. Cái nhà nó ở đâu nhỉ? Ở Kiến An thì đâu nhỉ? Đi lạ. Bác Huyền về rồi thì bác Tranh đến rồi thì còn thiếu bác nào nhỉ? Còn thiếu vợ. Bác Thuận. Vợ Huyền nhiều thôi. Vợ Huyền. Vợ Huyền nhiều thôi. Vợ Huyền chồng cháu thôi. Chồng cháu thôi. Con cháu đầy đủ ra rồi. Con cháu đầy đủ ra rồi. À. Yên tâm rồi, thế là đi chơi được cái gì? Nhưng mà còn mùng 5 Tết, chúng nó chúng ăn Tết đây mới mua cơ mà. Đấy, nó vào một lần. À, yêu dâm này. Đây là bút cánh tay. À, bút cánh tay đấy gì? Cánh tay đặt này. À, thế. Bút lắm. Bút lắm à. Trong người có bút ở đâu nữa không? Trong bụng, trong trong tim, trong gan nó có đau gì? Con nào cũng giống bệnh bu. Thằng giống bệnh ghét lắm, bút lắm. Xong giờ sớm nó uống sữa thì ra nó không bút. Ngày xưa bu nhịn thì dối đi. Bu nhịn thế, bây giờ bu mới đau thế này, bây giờ người ta sướng. Ngày xưa bu đâu có nhịn đi mà. Thế bố cứ ở đến Tết, mùng 5 Tết ông đi. Ra riêng ngày rộng tháng dài mình đi chơi cho nó thoải mái đúng không? Nhá. Mùng 5 Tết ông đi nhá. Cứ này mình nó phải ngồi. Cái nằm góc này này, mình nghe chuyện. Nằm với lúc áo. Chứ ai đi chơi 28 Tết đúng không? 28. 28 thì không đi được, 28 thì bận người ta chẳng có thời gian đi chơi. Đúng không? Ừ. Năm nay 28 là lấy làm 29 Tết đấy. Ừ. Em mùng 5 cũng đi chơi nhá. Hôm nào đi thì bảo. Hôm nào đi thì bảo sớm đi cho con cháu nó chuẩn bị chứ. Bố hôm nào mua đi thì bố bảo để con biết con còn mua vé về. Chứ không bố lại đi sớm này. Nói về sao? Tết nhất là... Đạo có ý kiến gì không? Lãnh đạo bảo là phải khỏe mới đi, mùng 5 mới đi chơi cơ. Ừ. Hôm qua nữa rồi đi chơi, nhưng mà đáng lẽ đi rồi nên lại không đi nữa. Nhưng mà lãnh đạo rất mắt nên lãnh đạo biết thế đấy, hỏi cái gì lãnh đạo biết đấy. Bảo là chiếu vợ nhà Chiến thôi. Đúng rồi. Nhưng mà thôi nó bận trông cháu. Mai thì nó về nó ra, về cái ra ngay cũng kiếm dí đó. Nó không tuột nó không sao được. Cái này thì nó bút rồi. Cái này nó bút rồi. Bút là cái bút.
Thế nên là riêng đi chơi nó phải rộng thoáng dài. Bạn bè đông đủ, phải khỏe mới đi, ra riêng. Chứ còn thì 28 Tết đi chơi thì nhà nào người ta cũng bận cả, đúng không? Người ta phục vụ được. Nó bánh chưng thì nó bận bánh chưng. Tàu xe nó đông đúc, nó kẹt. Nhưng mà bảo hôm nào tôi đi thì tôi bảo. Thì được chứ. Bà cụ già thế mấy ngày vật vã lập cho mấy trận mình đi thật bỏ cái mũ lại để mũ đắt đó chả dám đánh gì chưa thấy mưa nặng chưa thấy cũng là rủ chưa thấy hôm qua chúng nó rủ không biết thế nào nó rủ đáng lẽ đi rồi thì giờ lại không đi đắt cái gì vậy cái này chắc là mấy bà bạn đâu cần mấy bà bạn dân trâu người gì. Cái này nó bút thật rồi mà nó năm giờ sáng ngày 24 tháng chạp. Chỉ sợ cụ nồng nữa là hôm qua đấy là nguy hiểm thôi. Còn nằm nghĩa này còn vật vã, còn kêu đau thì... Cho tới nằm trong đi là... Tới năm rồi. Năm rồi thì sao có tẩy đau. Năm rồi tẩy lên đi đâu? Đi đây rồi. Anh ngồi tí nhé Mùi, ngồi đợi tí. Thôi, có ngồi đợi không? Có. Thôi lại có. Rồi đến đi bộ lạ. Thế, hồ, nâng lên đây. Nâng lên? Đúng rồi. Và đây chỗ nào mà? Chỗ này là cánh tay. Cánh tay này? Đúng rồi, bộ đầu. Đây là hai cánh tay chỗ nào? Cánh tay này nào? Bên này không đau. Bên này không đau. Bên này không đau. Mình ghi liệt. Hết tác dụng. Sao con tay thì mình liệt? Con sáng nãy cái gì? Con sáng nãy cái gì? Hả? Nói nhạc nhưng mà mấy bài đến đồng. Em đi ngồi hợp xuống. Không đau mà. Không đau nhiều tố. Thế thì con thằng hỏi vai mình. Nói nhạc nhau không mấy người đến đồng. Ôi dạ ôi. Thế là sao? Thì mất cái đồ chuẩn. Mất đôi vô. Không. Cánh tay này chúng nó giả thì đau, sóc lách thì nó không đau. Ông bu mở mát trong. Mắt bu đau thì bu gì? Có gì trong mắt đâu xem nhé. Sự thương cảm của mẹ. Em vợ đi. Đưa mu đi chữa mắt. Quý em mà bao giờ? Lúc nào mu nằm đi. Dạ là. Nằm thì mới hết được. Nằm lâu rồi thì mi nó sập cái vai đấy không mà chỉ trong cái vai này thì nó thì cửa ra ngoài sao nhắm mắt nhìn đi máy cái vai nặng đấy à cái là sấy gì bây giờ nó vẫn là sấy đi rồi vẫn sấy vẫn đi nó bảo là ấm lắm ấm nay ấm đây nó không cần là sấy để ra ngoài. Rồi rét cái gì? Em muốn nhìn hôm nay nó có để trong nhà đâu? Hôm nay để xuống đi. Nay nó để ở ra ngoài đâu. Em bỏ lấy ấm không để nó sửa cho buông. Nó cũng vứt nó muốn cho. Để cho thì con đang còn xin đâu. Nó cho bạn nó rồi. Cho bạn nè. Nó bảo. Rồi. Cho không nói sửa anh. Gọi nó vợ nó bảo em gì? Vợ anh bạn nào để hang muốn cho. Đấy, em đi mua, đeo đến chồng. Và giờ, muốn cái gì? Chắc là muốn mua cái hiện đại. Thường mình xin. Xin? Vâng. Mình xin. Ông Nam nói là chắc là nó muốn mua cái đẹp, con xin cái xấu xấu, ông có nhìn thấy đấy. Nó không cho hả? Vâng. Ai vợ thằng nào đắp đẻ nó cho. À, vậy rất vợ bạn đó, đẻ. Nè, cái bạn nào, anh em là không cho. Như này bu mở mắt bu nhìn những cái lò sửa đây có khác cái lò sửa nọ không? Thế ở chỗ nào cũng bụng thế, để chỗ nào? Nói bài gì rồi? Cái chân dựa, cái vòng, vòng mà buồn đi đâu. Vòng buồn gất đi rồi, giờ rét rồi.
Bố có làm võng đâu mà để, ông nọ còn nghe làm võng. Hôm nay bố hiểu ấm không? Nọ hết lên giường xuống võng. Hôm nay thế là lò sưởi nó cho người ta, bố ấm. Nó mua cái mới rồi, hiện đại là để đây này. Còn cái cũ nó bỏ ra. Cái này bố nhìn thấy rồi. Bố tưởng nó bằng gỗ. Đúng không? Hôm đầu bố tưởng nó bằng gỗ mà. Hôm đầu bố về đi ngoài. Để cầu thang. Mới nó mua về để cầu thang. Lấy cái lò sưởi để ra. Này mà nhà quê thì... Này mà sấy cáu thì thay cho bán bát đát mới không bị giật bóng điện. Này mà nhà quê làm gì có là sấy cho rét gì vậy? Thì nó có đông lắm. Thế? Người ta... Ngày xưa có những tao thì... Cứ cù tre thì chạy vào dần. Cù tre đúng đúng đúng. Đúng rồi, đúng rồi, trấu rồi. Xong rồi lại cái ổ bếp gì, mấy bà con nằm ấm gì không nhỉ? Nằm ở nhà trên. Trấu mà ra. Nhà trên thì về nhà trên. Nằm nhà dưới nó lắm mò. Đúng. Mấy ngày mấy bà con ngủ bếp gì? Trước đại nhà. Ngủ bà cụ đây, chay nhau ngủ bà cụ hình trấu này. Ngủ ngủ trong trống ra này. Bà con ngủ trấu lâu ngày nhé, hay ngủ. Em biết bà hay ngủ trong trấu. Giờ bây giờ nghĩ bệnh gì? Bây giờ đi hết. Nằm ở rãi 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 chân mà ra rãi rãi. Quần áo không có, nhà nào tốt lắm để nhau sẵn. Nhà nào có nhau. Nhà có nhau. Quần úp xìa đi. Ừ, nhà có. Xong rồi có cái giường rãi đánh danh cái dạ cắt cả gốc ấy nhỉ. Có ai cái... Ông nào đi nhẹ nhẹ nhẹ. Lẹ lẹm bây giờ thì... Thì ai... Muốn nằm trên giường. Đi nằm trên giường thì... Ấy có danh chứ nhưng mà... Được sự vốn mà. À, mua ngày xưa mà bà cụ ấy... Mà chọn vợ cho thầy tôi chọn mấy bà không nhỉ? Ơi... Ta không biết đâu nhưng mà... Chọn vui đấy. Chọn đây có bà nhà vui cho bộ. Bà biết thế. Bà mươi đi. Bà mít đi. Với bà nào nữa? Bà gì? Nghe cô gì không? Sự bà mươi thì được bà đẹp. Bà đẹp không tôi ba người. Về với tôi đẹp hai người. Người tôi có quên được thì. Về thì ông cô đi khai nhà đẹp. Ông... Quyền, ông đi kị. Ông đi khai nhà là... Ông đi kịu. Ông đi khai đây. Bố ông khâm gì? Nhà là bố ông khâm. Nhà bố ông khâm. Vâng. Gọi là ông đi liền. Vâng. Mấy con thanh đầu bố. Ông đi khai bảo. Kiểu cái bà. Mấy bảo bố là... Nó gầy rồi, nó xấu. Bảo bố đi. Ừ. Nó gầy. Thế là... Để bà khu thừa cũng muốn. Ông cụ bây giờ cứ lấy cái tiền đó mà là con nó tốt lắm. Nhưng khi các ông... Ông đồng ý. Đồng ý mua. Mà gầy lại về xấu mà lại đồng ý. Thế người ta xem. Người ta thấy là mình. Là người thế thế. Thế ai thì cũng... Vâng ấy. Thế là cứ thích lấy nhà bảo thế là đến lấy thôi nè. Ừ, mỗi hôm mà. Nào mỗi hôm tiền thì ông. Ừ. Ông nhớ bố ông. Bố ông Thoa. À, bố ông Thoa này. Ừ. Gái ông Tuấn Tuấn. Được biết là con chú con bác, bên con bác con gì. Ông hiểu mấy ông cụ xuất là con bác con gì. Ông hiểu mấy ông cụ như xuất là con chú con bác. Chắc là giờ nhỏ hành tráng to cây chứ nhỉ? Ừ. Bây giờ mẹ không... Cơm của thầy tôi nghe tốt đấy chứ, vui nghe lắm. Dạ, ông... Dạ, ông rồi thì ông... cứ đi chăn này. Em chăn? Cũng chiều vợ chiều con đi. Dạ. Có chiều? Ừ, chiều. Chiều vợ chiều con.
Có đánh nhau bao giờ? Hai bà đánh nhau rồi. Không. Mà không đánh nhau. Chỉ có khóc đi. Chỉ có cãi nhau khóc đi thôi. À? Hai bà quá ra đồng khóc đi thôi nhỉ. Ông xồm chỉ có bán rẻ không? Đi chợ thì bán nhanh hết. Chưa thấy có là bán liền. Bác anh về mang mấy cái kim mấy cái đứng về đi khoe ấp làng. Mua dấu đi mà thầy nhìn thấy thì khoe ấp làng đúng không? Bà nhiều lắm, con với băng về nhiều lắm nhỉ. Lũ mạ khe sợ nhờ cái chỗ này sợ tôi sẽ rồi sợ tôi ở đây xong rồi lũ mạ sẽ cứ ngồi thì cũng rồi ông mình như vừa cứ đọc làm cứ ra nó chỉ diễn thế tôi đập mà bà ông ngồi đập thẳng ông Ừ. Nói sĩ diện này, nói sĩ diện là nói thế nào? Nó khóa đi. Tức là bốc phép gì đi. Là vui thích quá này, vui đập bà mà ông à? Đập bà cho bắn đất vào người. Thế là ông đánh. Thế là ông vừa cũng chửi, có người này làm gì? Ông ngạc với ông gì? Ông đổ rồi ông vô tận số mà. Vuốt cho vào cái tóc tôi hiểu tí cái tóc nó không to nó mà ao của đấy hả ao của sáu ao rau thức cái nào đấy ao của ở miếng sao chúng ta đâu giờ dài miếng cái ruộng sáu thước con biết rồi chứ ruộng gì thì thôi đi đi chỗ sân gieo gieo dưới thì của bà quyền bà quyền nó rau ấy. Bây giờ người ta làm nhà hết em. Chỗ giờ thì nhau nhà đăng rồi. Nhà đăng đò rồi, nhà thủy rồi. Đang phù hộ của bác hầu trước không? Không, cái ao ngoài đồng, ao của nhà tư điển. Cái ao của bác hầu trước là thế nào? Thầy thì có đánh một đợt à? Ao hầu trước là cái ao chú Hùng hả? Có đánh nhau. Có đánh nhau không? Của thầy thì có đánh một đợt nào? À, cái ao ấy giờ bắt qua. Đi đâu? Đánh chắn rồi. Nhưng mà đánh chắn là có cho mua tiền thôi à? Không. Thế đâu có cho ai? Không biết được rồi. Ông đánh có được không? Đánh có được. Thế là mua không cho đi? Chỉ đánh chơi thôi đúng không? Ừ. Đánh đập thua. Để hỏi cho bác Xiển có đi đánh lắm. À, bà không căn dặn gì bác Xiển hả? Ba phải bảo bác nên đánh chắn anh chứ. Đánh chắn được thua rồi, thầy đánh chắn được thua. Cũng có lần thầy thì được thì cho chứ. Không cho là nè. Đi lên rộng thôi nhà. Đi lên rộng đi. Thế mà đào đào đánh nhiều lần mua dấu tiền kỹ thế nhỉ? Được tiền từ bác cô. Đút ra túi bao xăm. Xúc tháp đi. Xúc tháp con trộm ngu đi. Cả bố chơi bà cô ơi, bà cô ơi trông. Và lắm nào không đủ. Hai bà kia chấp. Nhưng mà cũng chiều có ăn ngu nhận hả? Có chiều có ăn không? Chiều. Một con một để chiều thôi nhỉ? Xong rồi nhà nói thì khổ lắm. Thế là người cụ cho lên. Cho lên hả mấy cụ đấy? Lên thì lên nó mặc cái quần. Nó xin người nữa. Người thì bé gầy trông khổ lắm. Cô rút nó cho cô rút. Xong rồi rách nhá. Thế là mua may quần áo cho cô ấy. Không. Thế là ai may cho cô ấy? Bà cụ may cho em ấy. Thế là bà nhận con nuôi, à làm con nuôi. Bà ơi nó mới làm. Cháu con nuôi có 7 thôi. Nhưng cô cũng tốt đấy nhỉ. Cô thú rồi. Cô dễ chịu nhỉ.
Con chuột con đã chịu. Con chuột đấy nằm cũng là con nuôi bà. Ừ. Cái năm tôi về đấy thì cô về nhà. À đi. Thì cũng tốt là cũ chứ nhỉ? Thì nó cứ mua chấm chè đúng không? Con lấy phim. Đúng rồi, thì ăn người chè. Nó cứ đi mua chéo chấm chè nhỉ? Chứ chắc người chè ngon chè. Chúng tốt. Ở cụ sư. À, bà không nhớ là con ông Linh Mục. Con nhà? Con ông Linh Mục. Là định nhà hỏi thầy, con Linh Mục cho thầy tôi. Cho ông ấy. Con ông Linh Mục. Ừ. Em thấy con ai mẹ? Bà nào mà thế vẫn biết. Ông ấy thì... Ôi kinh, con ông Linh Mục. Thầy tôi thì có đẹp trai. Đẹp. Ừ. Ông ấy thì... Ông ấy mà còn trắng. Thì thầy mới đi. Ừ. Đẹp trai. Anh ấy con thằng một, con một hả? Thầy mà còn trắng thì tại không phải. Đúng bây giờ là hoàng tráng nhất là cái thầy đấy nhỉ? Ui nhỉ? Ừ. Con trắng thì mâu đi. Con trắng thì con đuổi. Con đuổi, con đuổi. Anh con này, con dạy con đoán. Hả? Ông có rủ về quê không? Không. Thế ông muốn sao? Hôm qua là... Ai mà cùng... Ông Linh Cách nghe ai? Tôi bắt đầu gọi. Thế tôi gọi mà tôi đi lại tôi không về. À, không phải về là đúng. Thế ông có mang quà không? Chị ra thăm không? Không. Không. Ông với ai vậy? Ông với ai? Chứ không như mà phải. Ừ. Em gái mà. Ông mới bà vạch kìa. Ừ. Ôi còn áo ngoài gái thì đi. Đấy nhưng mà đi về. Ừ. Nhưng lại không có về. À đúng rồi, không có về. Gói quần áo để rồi. Như là... Cái những quần áo của nhà ai. Thì mà có ai ở cạnh nào. Lại không có quần áo của nhà ai để cạnh như thế này. Không. Không có quần áo cũng về, bà cũng về thì bà về. Thế bà nào về? Bên trên thì bà. Bên trên thì bà. Đâu đang nói như đâu. Thế bà Vạch cũng về rủ à? Thì sáng nay đây cũng nói gì đâu cả biết. Còn có ai đồng bé con không? Con nằm bên đầu tay. Thì chúng ta đem cho chú ấy đẹp ngủ. Sáng nay đi. Con trai không? Có hai thằng bé để đầu tay dép cái đắp chân cho nó ngủ. Vũ có nhớ hai đứa là mặt mũi nó thế nào không? Cái đứa bé con nhà ai? Hai cái đứa bé bé mà nó chết. Đây là bố bé hộ. Bé hộ. Ừ. Thầy cháu. Ôi quá hào chứ, ôi. Hai đứa là người đang đang ở mình. Ôi. Cháu không ngồi dậy chứ. Cháu không ngồi dậy. Chúc mừng ngồi cho cửa cho tôi ông lưu ông ý tưởng ông ấy tưởng người hàng đường dây nó dài bên dây thì phải đi nước phòng cơ nhưng mà nó ngon được thế là không nhớ hai đứa biết ai đấy hay là cũng uống chẳng có uống. Người ta gửi bu với người đi, người ta có quen với bu mà người ta gửi không? Không, không có khăn chả. Bây giờ
Có ăn nghe thấy con ăn. Con nói là con không biết. Tôi mới ăn nhỡ. Bây giờ nhỡ rồi. Nó như nhỡ này. Thế thì giữ họ ta ngủ. Rồi nhà. Nhà lại. Lại gì. Cách. Thế mà bây giờ bác nào đến thăm mua được gọi chúng con nhé. Để con mời các ông các bác đi vào uống nước rồi các bác về. Để giữ lại ăn cơm. Tôi thấy có mấy bạc mà bạc mà đi làm. Đấy là mấy bạc thật. Đấy thì có ai cô vào cho phong bì thì nhận rồi. Thì đưa cho bác gái, mua đưa cho bác gái thì con đưa bác gái cất đi rồi. Đưa cho bác cái giữ làm gì. Không, cái đồ đen đưa bác. Thì đưa bác Hoành hơn. Đưa bác Hoành thì. Đi cả cũng đi thì nó thì kia bác Hoành thì họ sợ sợ bác Hoành lấy mất à? Bác Hoành thì kệ bác ấy nhỉ đứa bạn thì bác chồng bác cũng đưa nhưng mà nó bác không biết là của người nào bên nhà người kia thế là đúng lịch sự đang giải giao đúng không? Bác gái thì bác còn biết mình của người nào bên kia mày đi xuyên tạc cái này sợ đấy cụ lại bảo con thủ mất không cứ coi như là không có người kia thủ mà thôi không biết là ý của bà là mở ra đi làm mà đi cho bác gái thì bác biết nghề người đúng không? Con đưa cho bác hỏi bác biết người bác cũng đi đi mở lan cho bác mình người. Nhưng mà như vậy này, rất chính xác. Nhưng mà mở lan thì nhà thì đi luôn mở lan. Ừ, nhà thì đưa cho nó. Thế được. Thế là chính xác. Vợ chồng nó chồng đi làm xã, đi qua mà. Mới vừa đi xong. Đi sáng nay đi sớm. Tối qua nó trở về nó vui gì đấy. Qua nó về, thế nhưng thế nó vất vả nó khổ. Đi làm mà người ta không nghỉ. Thế giờ mai kia cụ mất thì con cháu đứa nó lấy vợ lấy chồng ấy thì có phải kiêng khem gì, có phải kỹ càng gì không? À, vất kỳ đứa cháu nào còn mấy đứa nó chưa có vợ có chồng đấy. Nhưng mà mình nhớ là nó muốn lấy chồng thì có phải kiêng không? Có phải kiêng nhiều không? Nếu mà bu đi thì là chúng nó lấy chồng có phải kiêng không? Có phải đây thở đấy chờ đợi 3 năm mấy một năm không? Không. Bây giờ thời đèn khác, đèn xanh này nhá. Đèn xanh này nhá. Thế để bụng thương có biết người yêu mình chưa? Yêu mình nhỏ về mẹ vợ tôi. Mẹ là bỏ buông rồi. Mẹ là bỏ người yêu con ấy và tôi qua một chú ở chữa đại một cái máy gì em vào tôi tưng cái thì chữa cái máy gì đó là chữa đấy đang rồi đúng rồi không một con ở đây con về đấy đúng không không tôi vào tôi chữa cái máy tivi đúng không chữa cái gì máy tính chảo chữa cái chảo ấy tôi chảo bà đấy đến xem nhà đấy ta đi xong rồi cái chảo chảo quyền người chảo cái tao đồng ý được coi mọi người chào mẹ đi con đồng ý cho nó cho nó con không phải rồi thì bảo con gì à nên những đồ nó giờ nó biết rồi sắp đi làm việc đi mà bây giờ nó hàm mấy nó mới lấy chồng chứ nó có phải 14, 15 như ngày xưa đâu mà không biết gì người ta vào ăn xong rồi người qua uống xong rồi dòng uống xong thế này về với dòng đi chồng chúng nó tìm được cái
Và nó tìm hiểu kỹ rồi. Vâng. Cô được các sao rồi. Vâng. Thế vâng. Vâng. Không phải chìm lâu đúng không? Ừ. Mình ngồi mà không phải chết. Nhưng làm sao tự nhiên ông cách ấy, ông ra ông đây ông lại rủ về. Ui. Ông anh hỏi là tự nhiên làm sao ông cách ngồi ra đến đây. Tự nhiên là vì ông trước ngày ông cứ đòi lấy bà Bạch. À. Nhưng mà bà Bạch thì bà không lấy. À. Bởi ông Bạch lấy bà Tri không thành. Vâng. Cho nên là cũng ngại cái chỗ đó. Thế ông về ông thỉnh thoảng cũng quan ra. À, thỉnh thoảng quan ra. Ra lại đây. Ra lại đây. Thăm mưu. Ra đây đâu. Thì trẻ hỏi đâu. Đi không phải. À, thế hai người đi không? Ông bệnh ghen lắm. Ông bệnh ghen. Ông nhờ bà ấy khổ. Ghen, ghen. Ông ghen, ông ghen. Bà Điện, đúng rồi, bà Điện. Ông cái hình ghen lắm, con biết rồi. Ông đánh bà Điện góc nhà nhỉ ông nhỉ? Ừ. Bao nhiêu trận? Ồ. Ông ấy làm việc ở Hải Phòng. Để làm khách sạn. À, tức là ngày xưa là ông ấy định lấy bà Bạch. Cho nên là bà Bạch xoay bỏng. À, chắc là xong rồi. Là... Bà Bạch hứa với con. Bà Điến á? À? Bà Điến ở một mình. Ừ, vừa phòng. Phòng, bây giờ bà cũng lúc ở nhà, lúc ở phòng. Ừ. Nhà bà đóng cửa, bà về thì bà lại về nhà bà. Bà về thì bà ngủ với Thanh Thông. Ừ. Bây giờ có bà hẹn về trong nhà thờ nữa, thế là ba bà. Hay là... Tình tiết nó là như thế đúng không? Chứ không tự nhiên ông ấy ra. Tức là cũng định bà chị vợ hụt đúng không? À, không nhưng trong... mà... Xung rồi cho ông em vợ. Cách với ông Phù. Bộ quà. Cũng có hỏi. Cháu cô cháu bỏ đi con nhà mình mới quan cho bắt thọ. Cái chỗ đấy nhà cô vốn cô làm nhà lên rồi đấy. Ông... Cái chéo đấy là nhà cô vốn nha. Bộ, đúng không? Cái xung nhà ông hơi dạp. Nhà cô đằng này cơ mà. À, chỗ đằng đuôi đi. Ừ. Con. Con lại cứ từ cái xung rại. Không. Xung khôn à? Ở đâu? Nhà vườn nhà ngưng ấy. Có cây xung to lắm. Ở chỗ giữa bờ ao. Thế là con lại cứ từ cái nhà bà Thú thì ở chỗ giáp nhà cụ Khoái ấy nhỉ. Ở chỗ nhà cụ Khoái ấy nhỉ. Nhà ông Tính ấy. Là nhà bà Thú. Bà Thú nào? Bà Thú đẻ ra cô Thú ấy. Một bên đồng Trinh Đồng, xong đến nhà bà Thú, xong đến nhà bà Thích Quyền. Bà Tám. Trương Đồng là bà Tám Tỉnh. Đấy thì cái chỗ nhà bà Tám Tỉnh đấy là bà Thú hả? Ông bé mà trông xấu kinh như vậy. Chú Côi giờ xong là ở đó. Ừ, trước nhà chú Côi ở đấy. Thế mà ghen. Xong rồi bán cho ông Cà Pha. Lấy ông ghen ông đánh kinh. Xong rồi sau Cà Pha lên địa chủ Việt Nam thì là... Người Trang là đi người Hương. Ờ, bà ấy... Ông ghen ông đánh ông Hồi Trung. Thằng ở kia, ô, nó vô thằng chồng chị hộ rồi. Người ta đi vào đường thì bà ấy trông ra này ghen cũng đấy. Công nhận bà này thì bà khổ nhỉ. Em thấy bà, ông đánh bà góc nhà liên tục. Biết biết ra nhà bà hẹn chơi cái tiếng đánh. Mà nhà thì nghèo cháu đấy. Nhà thì bà cứ đâu ngoài ấy rồi thì... Thì ra ông về qua nhà bà Hưng rồi. Ông chết với ông Thông thì đấy, chết cái năm ông Thông chết đấy. Ông cách gì vậy? Ông cách là đưa ma ông Thông về đến nhà thì ông cách chết. Ừ. Mà chết xong. Năm đấy bà ở Sài Gòn cơ mà. Bà vừa kể chuyện bà Sài Gòn. Đúng, bà ra ông Thông đã chết đó. Thế bà cũng là... Bà năm Thông, năm bà vừa kể bà bánh chưng nhà chị hai người con ngồi cạnh bánh chưng thâu đêm. Đúng rồi. Con quả bay qua. Đúng rồi. Ông Thông tháng tư mới chết. Xong bà cứ nồng nặc bà đòi về ông Thông. Về nhà. Ừ. Thì về nhà này gặp sự cố ông Thông. Đúng rồi. Đúng rồi nhỉ? Ừ. Ông Thông chết muốn qua nhà không? Không. Đấy. Ông Thông chết bà chưa ra. Chưa ra. Ông Thông chết tháng tư xong đến tháng năm ông đó bị què bây giờ. Đúng rồi, bà mới ra. Đúng rồi, què bà mới ra. Vừa bà kể thế mà. À, ừ. Ra thì là về đây thì nhà nó thì què. Thế là kể câu chuyện năm ấy thế là bà Thông không kể. Ông Thông chết xong thì chú đó mới què. Què xong tôi ra phủ chú đó thì bà về. Đúng rồi, bà vừa kể về. Nhà nó què thì tao về. Là con quạ bay qua này. Đúng chị? Ừ. Ôi, không làm rồi. Biết rồi.
đang nấu bánh chưng. Bây giờ mà đang trong làm này, các bác mà thế nó thì cũng bận. Nhà bác trai đi. Ừ. Gói bánh chưng này, cái mỗi ngày nó phải làm anh này, mấy cái này, này củ kiệu này. Thế gì? Củ kiệu làm lâu lắm. Củ kiệu như là? Như củ kiệu thôi. Như làm bằng cái gì ạ? Con năm nọ con cũng phải làm mấy lọ này. Ừ, mỗi nhà lọ con mới đi được. Cô kia nó bé, cô ta có bé đấy. Vâng. Thế nào còn một con gửi cho con lọ kia? Thế nó làm nó bấy lâu. Thế nào bác gửi em lọ cô kiệu nhé. Bú có ăn được cô kiệu không? Bú có ăn được chứ. Nó có ngon được cô hành? Nó ngon, nó còn hơn mỗi thứ kiểu. Ăn với bánh chưng, trộn tôm khô vào. Thế thì bé nhà này mới thấy bú nói. Cụ kiệu nó biết cụ kiệu thế nào nó chút nếu mà biết thế mà điện cho bác trai mang cho một loại có thể ăn tết mà ngon lắm. Sang năm thì mới nhảy thôi. Thì năm nay đừng đi, thì sang năm đi chưa được bánh cho con gái bé rồi. Bác Xuyên rồi này, bác trai rồi này, bác Hoành được luộc chưa? Chưa, hôm nọ ăn đi bác rồi này, bác biết rồi này. Nói ừ. Luôn mà bạn bà được bánh nhỉ? Tết là bày ra sân để nhân người gói bánh nhỉ? Thì thật đấy, em với bác gói. Xong là lùa cả sân nhà nó. Nhiều đấy. Nhà bác này, thí dụ như năm nay này. Nhà chết. Nhà làm nữa nó vất. Nhà em chẳng gói, em được gửi năm bác Xuyên. Đấy, không phải gói thì nó vui. Nhà chỉ mệt chứ. Nhà mình cái... Tôi nhà tôi có cái đủ luôn nhá. Bây giờ tôi muốn nhau thì... Thôi thì có khuôn quá rồi. Nhà này mà bố nó không hỏi. Đúng rồi. Ngày xưa mua nhà mua cứ ăn những cái gái họ cho là buôn trước. Xong gái của nhà lại buôn sau phải không? Đúng rồi. Mình nghe anh thấy mua cứ giấu đi như thế mà. Cái của đứa nào mà nghe thấy có uy tín còn ngon thì giấu đi đúng không? Để ăn sau. Nhá. Xem cái mà của đứa nào nó cho đều đều thì bọn mình ăn trước cái này. Nhiều có cho đều quá nhà nó ngon. Nhưng không ngon. Bây giờ nhà ai là nhắm cho đều. Nó không ngon. Vì sao như bây giờ? Vì sóng là cái gì? Là sao? Vì sóng như bây giờ nhà nó không có vì sóng. Vì sóng là cái gì? Vì sóng để làm gì vui? Vì sao những cái cơm này nó vui thì nó nặng lên. Chỉ có ở đây thì có nhà quê thì có. Nhà con không có cái đó, thì con không biết. Nhà có lưới rồi. Nhà có lưới có không? Lưới không. Có à? Đấy có. Là, đây là những nhà đại gia đấy. À, nhà con cứ cho cháu đun lại. Nhà con rang mà nhỉ? Mình gì? Ngoài không có ai phải rang. Ừ. Thế hôm nay cậu bảo có mua vi sóng nhưng mà thì bà bảo không? Ừ. Cái lúc năm ngoái nhỉ? Năm ngoái tôi không mua gì. Em mua cái sắm mà không mua. Không mua cũng đúng. Mình ăn ít mà. Để có vi sóng thì tiện. Em có bằng vi sóng thì phải lấy khó. Để tiếc cái vi sóng. Lệch chủ đề. Gọi là mới. Dần dần. Bây giờ trên nhà bà Hoàng có vi sóng này. Nhỉ? Nhà cậu đó có vi sóng này. Chị bác nước với nhau xa, bác trà sẽ bỏ mua lâu rồi. Bác còn trà bác giấu đi, bác chưa dùng. Để cho nó mới. Để cho nó mới, bác tiết kiệm đây. Bu là tính này nhỉ? Thế thì các rì đấy, các ông ấy không đánh thì bu có sót không? Cho thì phải mua cãi nhau. Nhà xóa rồi. Thế gì? Nhưng mà cãi em bây giờ. Cãi bây giờ ngoài. Nhưng bây giờ là tập trung nó đánh như đi. Nhiều chị em gái thế nè. Ba đi khó nhỉ. Nhiều chị em gái là tập trung đánh lại đi. Đi vóc. Buông nữa. Sao không thấy thế thầy... mà ngày xưa cũng lắm chị em gái tập trung thầy đánh như đâu. Thầy về đón mà lại ông Cách đón nhỉ. Không thấy thầy về. Bác Hành bác bữa sau không thấy thầy ra chơi. Bác thấy ông Cách ra chơi. Bác Hoàng, bác ấy hỏi vừa tại sao hôm qua là ông Cách ra chơi mà thầy thì không ra chơi. Ông Cách nó là đúng. Ông ra hôm qua đấy.
Hôm qua ông ấy rủ đi. Ông đi đi được một mới vào thế. Ông ở quê ông đã chết lâu. Nhưng mà hả, thu xếp quần áo rồi, gói rồi. Thôi không đi. Bây giờ thầy đi ra thì mua gọi con cái nhé, sắp cơm nhé. Ông ăn gì ăn gì, ông ăn dễ chịu. Thầy hôm nào thầy thấy ra thì làm cá khô nhá. Đậu chấm mắm tôm. Thầy ra thì mua đậu chấm mắm tôm nhé. Có được không? Thầy con ra thì mua đậu với mắm tôm. Có được không? Có cá khô sẵn rồi. Mà cá khô cũng được, nhưng hay mắm tôm có được không? Như thầy thì hay ăn mắm tôm với cá khô thì mua được. Quay quan cái đi. Thì nào thấy mà cậu đó có một loại mắm tôm. Nhà nó nhiều cái khô. Này không đau. Mọi hôm thì cũng ngồi được cái này. Là cái nhồi này. Nào mà thầy ra mà không biết mà gọi nhé. Thầy thầy cũng ương nó nhất vui ăn gì. Hỏi buồn trong mấy đứa con buồn thương thế nào nhất? Đứa nào buồn thì tôi hỏi có khi cũng phải ưu tiên chứ. Buồn có mấy đứa con buồn vô ưu tiên quý thế nào nhất? Nhất là ai buồn thương? Buồn thương nhất thế nào? Buồn nhất thì Út chà? Ai? Ây da. Ừ. Ừ. Anh chưa rồi đó. Có ba này anh luôn. Cảm mai ăn nhà ăn xíu đi đi sao đi à không ai chơi đi tiêu gì mà tiêu lớn đấy một hai chục thôi người nói thì 200 200 đồng ấy biết đấy 200 tiền. Nhà, nhà ai đến là nhà ai mà tiêu lắm tiền ấy. Nhà bác Lưới hay nhà cậu đó? Không. Những năm trước bà xếp hàng nhà em này mà như nhau. Ăn uống như nhau, mọi thứ như nhau. Mà nhà bác Lưới khác. Lúc đó là tôi quá là tiêu lắm bây giờ là trung đông. Đã bần đông. Bác lấy là địa chủ, em bác Hoành là Trung Đông. Trung Đông. Trung Đông lớp trên. Trung Đông lớp trên. Thế còn bác là bần nông đấy nhưng mà gì? Chú Loa lúc đó hình như phải bần nông thật. Chú Loa lúc đó là bần nông. Nhưng bây giờ chú ấy đã phấn đấu lên Trung Đông cấp trên. Phú Đông rồi. Trung Đông rồi. Phú Đông. Ông lấy địa chủ đó Phú Đông. Em Hoàng vẫn giữ vấn đề Trung Đông. Còn hai cái nhà quê mình Cố Nông. À Cố Đáy thì ông phải nhìn lên phải là Trung Đông đi. Bần Nông không nhận không? Trung Đông. Nhà này nhà to hơn. Nhà của tôi bác Hoàng là phải Trung Đông. Lớp trên. Cô nói là thế còn mỗi bác sĩ bần. À chú đó chú bộ nào cả ngày? Chị bộ người ta quan trọng lắm. Chị không như nhân dân. Mình yêu với ông cha vợ làm gì. Thì ngày gì hỏi hồ quá đã biết được rồi. Thế là cầm vào cái đưa những cái giấy tư đợi mọi người của dự đến đây rồi. Thế sau nó đưa tiền cho nó. Thế à? Dạ. Thế là nhiều tiền đâu? Rồi với lại đi ăn thì vừa. À người ta cho nhỉ? Ừ cho. Nãy gì? Ngày hôm qua? Ừ, rõ đây. À, ừ, con biết rồi, nó nhẹ nên nó cầm hết rồi. Ừ. Nó ghi vào sổ cẩn thận rồi. Ừ, rồi, cẩn thận. Đếm từng đồng một ghi sổ cẩn thận. Của cô nào bao nhiêu nó ghi cẩn thận chứ. Sau này nó có thể thăm lại người ta. Nó phải trả nợ người ta chứ. Bố mẹ người ta cầm. Bố chứ. Chúng con nói đùa thôi. Ừ, rồi. Rồi.
Nó phải lo nhiều, nó cầm. Đúng rồi. Biết rồi. Cái máy của Bình có bật ra loa được không nhỉ? Máy tính của cháu? Không, cái máy điện thoại. Có. Ơi. Bà có khỏe không? Vài lúc này khỏe hơn rồi. Em ơi, em quên của chị ơi. Cô nói đi. Nói đi. Chị thấy chưa? Cô nói đi. Thế mà... Để sát được không? Bà Dương có đi được không? Em muốn ra với chị lắm. Nhưng điều kiện em bây giờ cái chân không thể bước đi được xa. Nhưng điều kiện thì chị cũng phải thông cảm cho em trong những cái lúc mà đau đớn như thế này. Chị đau mà em không có mặt. Để nâng chị lên đặt chị xuống thì em không được hài lòng lắm. Uống nghe đi. Mà thầm bà. Bố có nghe thấy không? Để bố nói thì bố trả lời đi. Bố trả lời gì đi. Bố nói đi, bố nói cho Rì nghe đi. Đây là bà không đau. Mà tôi cũng đau. Không đi được. Chị em thôi, sống với nhau là quý đâu. Chứ có đi ra thì đau. Nhớ về đau quá là để khổ con gái. Thôi, đâu có đấy. Dì có nghe thấy không? Dì có nghe mũi tắt hay sao ấy? Con ơi, không? Con nghe thấy tiếng chứ không rõ. Chị có nghe thấy tiếng rồi thì. À. Thế bu nói lại thì dì nghe cái gì này? Nói lại bà đâu? Bà đâu ngã? Tôi thì giờ không ngã nhưng mà nó nào mà nào nó đi đâu vậy? Thì thôi đâu thì chị em nghe được. Rồi, có nghe thấy gì không ạ? Đúng rồi, công nhận đấy, chính xác đấy. Bố bà có nói gì đâu. Bà có nhắn gì cái gì Dung không? Bố na nhắn gì bà Dung không? Nhắn gì bà thì bà cứ chịu khó đi đấy thôi. Đâu? Thì Dung nghe thấy không? Cho nó khỏe chứ bây giờ đi cứ muốn đi bỏ tôi ốm lại sốt ruột đi à. Thôi. Tát thì sao tối? Đằng nào tôi cũng đau, bà cũng đau. Có chứ. Thôi thì đau. Hỏi cô Dung có nghe thấy không? Dung ơi. Chị xin dịch đi, bà em chưa nghe rõ, chị xin dịch đi. Bà bố là đau thì là ở nhà, ra đây thì hai chị em cùng đau. Chịu khó đi lại ít thì đỡ đau. Bố cho dặn thì là đi lại ít thôi. Đau ngã thì khổ con cái, bố cho bố thế. Bố cho nói rõ lắm nhưng mà qua điện thoại là bố không nghe thấy đâu. Ở đây chúng cháu nghe rõ lắm. Không nghe rõ, thì mình sẽ nghe rõ rồi. Tay tôi nghe rõ rồi. Thế mua có nói nữa thì mua có nói đi, tí có nói lại cho. Cứ nói đi. Mua có dặn gì, mua dặn đi. Dặn gì cái bảo đảm sức khỏe rồi. Bảo đảm sức khỏe. Thế tôi thế. Chứ bây giờ đi vào, chị em đi vào rồi cũng đi được. Bà dặn bà đấy. Bảo đảm sức khỏe. Đi không ơi. À, mua cho bạn gì là bảo đảm sức khỏe nhá. Thế bây giờ bảo bà là cho tôi nói chuyện với bà tí nhá. Đây thì nói mua cho đi, đang để tai mua cháu đấy. Bà ơi. Bà. Ơi. Bà cố gắng bà uống thuốc rồi nhá. Bà khỏe nhá, bà để có sức khỏe để ăn Tết với con cháu nhá. Thế còn chị, em nghe lời chị nói. Nhưng mà em vẫn ân hận là em không được gặp chị. Bây giờ được nghe thấy tiếng của chị nhưng mà cũng không được rõ. Nghe chị em đúng không? Không làm nhau vậy. Chị cố gắng, chị ăn vào rồi chị uống thuốc vào. Chị khỏe, chị sống. Thì từ nay cho đến lúc chỗ mẹ, chị em sẽ gặp nhau. Nhật đi rồi. Nhây. Tháng 5 nhỉ mùa nhây? Tháng 5. Nhật đi nhá.
mua cho cũng đấy, mua cho Nhất Trí đây này đây. Nhất Trí. Nhất Trí mua cho, mua cho Nhất Trí đấy. Hôm nay nó phụ cho ông bác muốn về. Rồi nó đeo không về được. Đó ông mua loại này. Đó ông ấy. Chị đừng suy nghĩ nhiều. Bố ừ đâu thì mình nghe này. Ừ rồi. Ừ rồi. Ừ rồi đấy. Bố cho ừ rồi đi nghe đấy không? Đấy, câu ừ rồi là được rồi đấy. Cười đấy. Cười đấy. Bố cho đang cười đấy. Cháu ơi, giờ mà bác ấy ở đây thì anh cái chị giờ nó làm nó không làm. Bà Dung ấy chứ. Đó, Bu đang nói chuyện với bà Dung đấy chứ không phải cái Dung đâu. Bu là Bu nói chuyện với em gái cụ đấy chứ không phải nói chuyện với cháu. Vâng, cứ nói đi ạ. Bu cho nghe được đấy, Bu cho nghe hết đấy. Bố nói to cho mình nghe. Ừ, quận can, bố nó bảo là bảo bà đừng ra. Bây giờ ra là chết bè trong tôi khóc hai chị em chị khóc rồi. Vâng, thì em xin nghe lời chị. Đấy, nghe nghe. Chị bố nhá, chị lấy lên chỗ mẹ này. Chị em mình khỏe lên để về cúng mẹ nhá. Ừ. Ừ, bố ừ to thì mình. Bố bảo cũng thế đấy. Thế bố thì làm gì. Không có nghĩ cái chuyện nó không về tôi được. Vì hai bà ai cũng đau, nhà tôi cũng đau, nhà chị em. Chứ bố bảo không được, không đau mà. Chị em đau nhưng mà em lại đau khác, chị đau khác. Đấy thế. Em là nó gãy đôi cái xương ra. Thì cho bác sĩ người ta nối vào. Mà em đi lại nhiều thì nó bật ra thì cũng khổ lắm. Thì chị biết như thế, chị thương em là em rất quý lại chị lắm. Đâu thế đâu quý đâu mà. Nói to thì thế là chào luôn đi mùi. Bố nói, thôi được rồi. Bố cháu ngủ rồi, bố cháu lại mệt rồi. Bố cháu chào gì đấy. À, chào gì rồi hả? Ừ, vâng. Chào chị nhá. À. Đấy. Em chúc chị mạnh khỏe. À, chị cũng chúc chị mạnh khỏe lâu dài nhá. Bố chị cố gắng nhá. Chị đừng suy nghĩ nhiều nhá. Bố chúc chị cơ rì câu to này nè. Chúc bà. Chúc chị câu, bây giờ không nên đi lại nhau. Vâng. Bảo làm sức cho nó khỏe. Thế được rồi. Thế được rồi. Thế là tình cảm thôi, chị Bu nhé. Vâng. Bây giờ em cũng cố gắng để em đi lại có mức độ. Nhưng mà cũng như thế là cũng là may rồi mà em còn đi lại được. Là cái may của em. Đấy. Chị rất mừng em rồi. Em biết. Thì thôi, nhưng mà được rồi. Thế thôi. Vâng. Chị cầm máy bảo là Bu cho bố thế thôi đi ơi. Bu cho bố thế thôi. Tính thì cháu gọi lại. Nếu tính thì gọi lại sao? Vâng, tí Bu cho tính thì Bu cho gọi là anh em ta lại mở máy gọi lại cho gì nhá. Đây nha, thôi nhá, cháu chào gì nhá. Chị chạy ra đúng nọ đi ạ. Vâng, vâng. Anh em đây lông ngủ cá đây, không thiếu ai. Vâng, bà cháu còn lâu, bà cháu còn khỏe mà. Vâng, vâng. Quý mời là ở trong. Đây, đây. Ừ, chị ơi, thế thì bây giờ bà thế mà vẫn là tỉnh lại hả? Bà vẫn bình thường. Ừ, hôm qua bà nghe mà hơi gì thôi. Hôm qua không cách, có một cách không về không đủ bà. Thì em hỏi anh Hoành bảo là bà tỉnh lại để hai bà nói chuyện với nhau hôm qua là
À đi. Bà đi, bà nói đủ nhưng mà chắc là qua điện thoại là không nghe thấy đâu. Bà anh nghe Hoàng ghi ghi băng rồi. Bà đừng... vẫn không tin là vẫn cứ đòi ra. Em bảo là chị thương em, bảo không phải ra. Cố gắng chẳng may là ngã lại đau lại khổ thôi. Nhưng mà đúng không à? Tin thì em muốn để cho hai bà trực tiếp nói với nhau. Bà đằng đấy nói nhưng bà đằng này nghe được hết. Thì bà này tai, bà này tin. Kể cả ghi âm nữa. Em à, thế thôi nha. Chị Đại ở ngoài đấy hả? Chị Đại con. Chị Đại con, chị Đại con ở đây lâu hết tháng riêng với bà cơ. Rồi, thế thì em ba đi. Tính thật lên cho tổng viên ba đi. Có khi ba tính lại đi. Chị em mình cũng... Ừ. Ừ. Đây thôi nhá. Mà nó xin cho sếp rồi đấy. Cái Hiền nó làm xong rồi. Cái con viên loan cua nó chuyển tiền cho mình đấy. Thế cái Hiền nó gửi hồ sơ vào tới chi phí tí tới tí sau đi. Không, không, nó vay kinh doanh hải sản. Vừa xong thì bác lấy ra. Vừa xong thì bác lấy trong quê về xong. Đấy, đấy. Cho ông ngâm nước này. Đấy, đây. Đấy đây, xỉa này xỉa được tên này anh này. Đấy. Lại rất lịch sự. Tay kia cầm. Tay kia không cầm được. Đưa con xỉa cho. Đưa con xỉa cho. Không đâm một lưỡi. Không, chính xác. Không, đúng rồi. Đưa con xỉa chứ không, bà xỉa được nữa. Chặt vào răng đâu. Con xỉa chứ, con xỉa chứ. Cảm giác chứ có cái gì đâu. Nó quen. Có tí nước hồ chứ mà cũng phải xỉ răng, đánh răng được mà. Vâng. Đưa giấy đây, cái bữa không có gì, thịt dính ở răng ở đây. Bà vừa ra mà. Ừ, trời ơi đấy. Bác làm. Chị vào đây. Cái cáu cháo mua công nghệ luôn, nó đùa thì cáu cháo như mua nhỉ. Ừ, trong ở đây rồi, bác ngồi trong đấy.